Đã 70 năm trôi qua, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ của những chiến sĩ đã trực tiếp tham gia chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa. Nhiều cựu binh trực tiếp tham gia 3 đợt tấn công từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954 trong chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn nhớ như in những kỷ niệm, ký ức về những ngày tháng chiến đấu oanh liệt, về một thời gian khổ nhưng hào hùng vẫn không hề phai nhạt. Năm 1948, khi mới 17 tuổi, ông lên đường nhập ngũ. Năm 1953, ông được điều động vào Trung đoàn Pháo Cao Xạ 367. Đây là Trung đoàn Pháo Cao Xạ đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đơn vị của ông có nhiệm vụ yểm hộ bộ binh, thu hẹp phạm vi hoạt động của máy bay địch, hạn chế tiến tới triệt hẳn đường tiếp tế hàng không của chúng. Sự xuất hiện của pháo cao xạ trên chiến trường Điện Biên Phủ là một bất ngờ lớn đối với thực dân Pháp. Nói về ký ức sâu đậm nhất trong thời gian tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Tiến không thể nào quên, đó là sự hy sinh anh dũng của khẩu đội trưởng Tô Vĩnh Diện khi đã dũng cảm quên mình lấy thân mình chèn pháo. Bên người của anh ấy là thấm máu, mà tất cả những anh em chúng tôi chứng kiến cái giây phút đó, anh nào cũng rơi nước mắt. Và chúng tôi coi đó là một cái mẫu mực về một cái tấm gương mà chúng tôi sẽ mang vào trong trận đánh sắp tới. Ngày 13 nổ súng, thì ngay ngày 14 chúng tôi đã phải nổ súng chiến đấu với lực lượng không quân của thực dân Pháp. Và ngay trong hôm đó là chúng tôi đã bắn cháy 6 máy bay. Và suốt chiến dịch thì chúng tôi đã bắn hạ 62 chiếc và bắn bị thương hơn 100 chiếc ở Điện Biên Phủ. Đây là một cái đóng góp của lực lượng phòng không trẻ tuổi trong chiến dịch Điện Biên. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ông Tiến tiếp tục tham gia chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968, chiến dịch Đường 9 Khe Xanh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Năm 1972, ông được điều động về giảng dạy tại Học viện Lục quân cho đến lúc nghỉ hưu. Năm nay đã bước sang tuổi 93, sức khỏe yếu đi nhiều. Nhưng hầu như năm nào, cứ đến dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, ông cũng được mời để được nói chuyện với các học sinh, các nhà trường, ôn lại truyền thống đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ đất nước của các thế hệ cha anh. Đối với một thế hệ trẻ như chúng con, thì chúng con nhận thức được trách nhiệm của mình sống làm sao cho xứng đáng với sự hy sinh lớn lao của các bác, các cụ đã đi, của các thế hệ đi trước. Và từ đó là rút ra được những cái trách nhiệm của mình là cần phấn đấu, luôn luôn nỗ lực học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức để trở thành những người công dân tốt có ích cho xã hội. Các cái buổi giao lưu, tọa đàm, giáo dục truyền thống cách mạng, đặc biệt là trọng tâm vào cái nội dung là truyền thống lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ, để qua đó giúp thế hệ trẻ hiểu được cái bối cảnh của đất nước, của dân tộc trong những năm 1953-1954. Và từ đó thì sẽ hiểu sâu thêm về cái chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Khi đất nước đã hòa bình, người lính Điện Biên năm xưa vẫn giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Ông Tiến cũng không quên nhắc nhở động viên con cháu tiếp tục phát huy tinh thần hào khí Điện Biên, xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh, xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước.